5 cấu trúc chúng ta chuẩn bị học ngay sau đây. Là chúng ta đã kết thúc những tháng năm dài đằng đẵng học 650 từ thực hành cùng chú Si. Hy vọng là các anh chị em nhớ được 650 từ đó. Còn nếu không thì hãy quay lại những video này trước đó ở dưới đây, Si để trong phần mô tả để học lại và nhớ 650 từ đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ học cách áp dụng 115 cấu trúc câu thường dùng nhất mà phải thực hành mỗi ngày với Si. Và video này chắc chắn là sẽ rất dài, các anh chị em sẽ cố gắng cùng học với Si nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ enjoy một chút xíu. Đây, thưởng thức đây là sông Thu Bồn. Sông Thu Bồn là ở đâu em? Quảng Nam. Ở Quảng Nam, tỉnh nào? Huyện nào? Huyện Đại Lộc. Huyện Đại Lộc. Về đây và chuẩn bị máy móc là mình sẽ đi bơi. Chương trình đi bơi là bơi qua cái bờ bên kia. Bơi qua bờ bên kia làm gì? Bikini. Cho nên các bạn yên tâm là khi mà các bạn nhớ được hết và thực hành được đúng cấu trúc 115 cấu trúc thường dùng nhất trong văn nói hàng ngày này thì JC và Ferris sẽ hứa là sẽ hứa xô hình nóng. À, bơi qua bên kia. Bơi qua bên kia. Đó là cái chương trình là không còn gì đó trên người, là bơi qua bên kia với các bạn ấy nha. Những mẫu câu này chúng ta sẽ học và anh chị em tốt nhất là nghe tai phone, tập trung. Lấy cho JC viết và giấy ra, bắt đầu. Tại vì khi anh chị em tập nói theo những câu này thì sau này sẽ có một cái video là 115 câu mẫu trúc, cấu trúc câu này. Nhưng mà cấu trúc câu này sẽ được nói bằng giọng của JC và giọng một người nữa và sẽ ghép những cái nhạc sóng não vô. Vậy thì ghép nhạc sóng não vô để cho anh chị em là học được cách mà nhớ. Lúc đó thì mình không có cần tập trung, lúc đó chỉ cần ngủ hay là chơi cũng nghe được bằng nhạc sóng não. Còn cái này là mình học này, cái này là thực sự là học. JC luôn khuyến khích anh chị em là không học nhiều, nhưng mà đây lâu lâu cũng phải lôi ra học. Còn khi học xong rồi thì thực hành. Thì cái bài này là bài học vì cái này nó có liên quan tới ngữ pháp nên mình lôi ra học dùng với. Tại ngữ pháp là mình phải nhồi nhét. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Anh nói anh chị em không có mặt JC nên anh chị em an tâm là chỉ việc ngồi viết thôi. Tại vì khi nào cần thấy mặt JC thì thấy. Bây giờ cấu trúc đầu tiên đó là cấu trúc to be cộng adjective cộng to verb. Ví dụ nha. Ví dụ là I am busy packing. Ta đang bận xếp đồ mày. I am busy packing. Hoặc là ê, hỏi em mày làm gì bữa nay mày bận vậy? I'm busy loving you. Em đang bận yêu anh mà. Ví dụ I'm busy loving you. Đó, còn một số ông nam vòng 7 này nè, trong một số phim này I'm busy fucking her. Xin lỗi mọi người nhé, có trên 18 tuổi, kênh này dành cho trên 18 nên nói bậy chút. Thì một số ông nói là I'm busy her. Thì cái này, cái từ F đó mọi người thêm in vô. Thì đây là cấu trúc busy cộng với verb doing. Rồi, ví dụ nha. Rồi, tiếp theo ví dụ như là cấu trúc thứ hai nè, là cấu trúc to and adjective and to and verb infinity. Thì chúng ta sẽ có ví dụ nha. Nè, I'm too tired to go out. I'm too tired to go out. Tired là mệt. Ta mệt quá không ra ngoài được luôn. Quá đến nỗi mà quá mệt để mà ra ngoài. Đó. Thì các bạn viết xuống những cấu trúc này nha. Viết hết xuống và sau đó đọc ví dụ cho Si. Rồi tiếp theo cũng trong cấu trúc thứ hai mang má đó là to cộng adjective and for an object and to verb infinity. Này, it's too hot for me to eat. Có nghĩa là trời ơi, cái món này nó nóng quá, sao tao uống được, quá nóng để tôi uống. It's too hot for me to drink. Ví dụ người ta đưa cà phê cho mình nó nóng quá không uống được. It's too hot for me to drink. Đó, dễ không? Rồi. Ví dụ như là anh Frederick ở Na Uy lúc đó lạnh là thì Tracy hay với anh hay nói một câu là đi ra ngoài chơi đi anh ấy. No, the weather is too cold for you to go out. Cái thời tiết nó lạnh, rất là lạnh cho em để mà đi ra ngoài. Có thể dịch cái câu này qua tiếng Việt thì nó hơi vớ vẩn nhỉ. Trời rất lạnh cho em để đi ra ngoài. Nhưng dịch sao nhỉ? Ý là nó lạnh lắm đối với em đó, em đừng có đi ra ngoài đấy nào. The weather is too cold for you to go out. Em ơi đừng ra ngoài, thời tiết lạnh lắm. The weather is too cold for you to go out. Rồi, tiếp theo nha. Nào, có chút thứ ba chúng ta có là so and adjective and that and subject and verb infinity. Là quá đến nỗi mà nha. Đây, tôi sẽ đọc những câu có rất là chậm nha, mọi người đọc theo nhé. The traffic in Saigon is so terrible that I don't want to leave.
cái thời cái giao thông Sài Gòn nó tệ đến nỗi mà tao không thèm sống ở đây luôn á. Đó, thấy không? Now the traffic in Saigon is so terrible that I don't want to live here. Thì các bạn cứ nghe hai câu, một câu Jessie nói rất chậm, nhưng một câu nói theo giọng bình thường đó. Còn bạn nào cho rằng Tracy đang nói rất nhanh thì xin mời coi cái đây một tí cái cấu trúc này. Đây, Tracy ghép vào đây một tí xíu để thấy được rằng là Tracy và các bạn này không hiểu nói nhanh với nhau mà hiểu nhau hết, nói nuốt kinh hoàng lắm. Turn back, say hi anh cả. Elder, anh cả. Already, đây là anh cả Thái. Anh cả King. Hello. Và Tracy. Hôm nay tụi chị sẽ hát bài hát cho các em để các em học tiếng Anh đó. Nếu không nhớ không lầm là bài này các em đã được học bài hát bài I am the child of God bằng tiếng Anh ở lớp rồi. Cho nên hôm nay sẽ là phiên bản live. Wow. This is a live song from two singers and what is it? I don't know. A professional. Yeah. I hope you like it. Yeah, let's go. Okay, ready. We love you. Come to the church with us. Yeah. Hey, do you want to study English one day with us? We have introduce it. Yeah, so every week, Thursday night, we study English together. We practice cách giao tiếp, we talk to each other, and we have a lot of friends together. And it'll be six people like us who will teach you how to speak English. So you can sound a little more chuẩn, because we're from America. Yeah, you want to speak in some in Vietnamese? We want to hear your Vietnamese accent. À. Thường tối thứ năm hàng tuần có một sinh hoạt về cách giao tiếp. Mình sẽ tập nói chuyện với nhau với mấy bạn nước ngoài giống tụi em. Thì em sẽ hướng dẫn một cái chương trình về sự giao tiếp. Thì có nhiều bạn cũng mỗi tuổi luôn. Thì tụi em mời tất cả mọi người qua chơi với tụi em nha. Ok. Cảm ơn các cả. We love you. Yêu thương mọi người nha. Cấu trúc này nha. My husband is so rude that I can't live with him anymore. My husband is so rude that
that I can live with that I can live with him anymore. Đó, chồng của tôi tồi tệ nữa mà tôi không thể nào mà sống với anh ta được nữa. My husband is so rude that I can't live with him anymore. Number four, such and noun and that and subject and verb infinitive. À, cái này mà cái sau thằng such này đằng sau nó sẽ là một cái noun phrase, cụm danh từ này nha. Mọi người nghe cấu trúc này. Bây giờ tôi sẽ thử nha, đúng anh chị em ngoài đó cầm viết nào, bây giờ thử tiếng Việt này. Cái nhà hàng này nó nhỏ đến nỗi mà tao không có tìm được cái chỗ nào để mà ngồi á mày. Đó, các bạn nói câu này đi. Đi vô dắt khách vô nhà hàng đi, thì nói đi. Thử xem viết xuống nào, tôi sẽ đợi cho các bạn 10 giây. Cái nhà hàng này nhỏ đến nỗi mà tao không tìm nổi cái chỗ nào mà ngồi mày à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 giây, tôi xin cho câu này. That restaurant is such a small one, or such a small restaurant, that I can't find a space to sit. That restaurant is such a small one that I can't find a space to sit. À, bây giờ chúng ta sẽ trùng trùng bây giờ, tại vì anh chị biết that restaurant là cái từ nhà hàng đã được nhắc lại rồi. Nhưng đằng sau là cái từ a small restaurant thì mình có thể thay chữ restaurant thứ hai này bằng chữ one. A small one là được, thì chữ one này chính là chủ ngữ giả, nó thay cho chữ restaurant nhá. Từ one là một từ thân thánh. Ví dụ như là cái nào mày? Which one? That one, cái đó, thì mình tìm đúng từ one thôi. Mặc dù cái đó, ví dụ như cái áo đó là that t-shirt, thì mình lười của mình nói that one là xong. One là chủ ngữ giả, rất là hay nha. Bây giờ nói một cách bình thường theo xin nào. Oh, that restaurant is such a small one that I can't find a space to sit. Yeah, không? Yeah. Rồi, number five. Subject and be an adjective and enough and for object and to verb infinitive. Các bạn nhớ là cái từ đáng là cấu trúc này là subject and adjective. Còn từ be là biết sao có chữ to be đó. Tại trước tính từ luôn luôn phải có to be đó. Ví dụ I am good, không có nói là I would mà phải I am good. Trên cái từ good là một tính từ thì cỡ hiện có chữ am đó. Nên là bây giờ các bạn thấy cấu trúc này. Bây ví dụ nha, tôi sẽ cho nha là lại thách đố này. Có nghĩa là cái này có nghĩa là cái gì đó đã đủ cho ai đó để làm gì rồi. Ví dụ nha, chỉ một mình em là đã đủ cho anh đi đến Việt Nam sống rồi. Đôi khi hay hỏi anh Facebook, anh ơi anh muốn sống Việt Nam không? Anh nói được, anh sống mà ở đó, anh chỉ cần mình em là đã đủ cho anh sống ở đây rồi. Nói câu đó đi mọi người. Tôi xin cho 10 giây nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đây là dễ nhạc đây nè. Chỉ một mình em thôi. Đúng theo cấu trúc này các bạn biết ra chưa? Em nào đúng? Em Phường, em Ngân ở ngoài đó đúng chưa? Cấu trúc câu đúng này. You're là you are đó. Là you are đó. You're enough for me to be in Vietnam. Từ good đang đứng trước từ enough. You're good enough for me to be in Vietnam. Em đã đủ tốt rồi để em sống ở Việt Nam rồi. Ví dụ như là thức ăn này chưa đủ chín để mày ăn đâu mày. Thì nói sao nhé anh đây. Thức ăn này chưa đủ chín để mày ăn đâu. Nói sao mọi người. Giờ xin nói nha. Thức ăn có nghĩa là ví dụ cái món ăn đó, that dish là cái món ăn đó, is not well cooked enough for you to eat. Thì mình học được tính từ nè, nấu đủ chín là well cooked là đủ chín. Mình nhớ vào đây nhìn nha, thì cái mà well cooked này là đủ chín, thì cứ việc mà thôi, cái gì đó không đủ. Cái nhà này không có đủ sạch cho tao để sống này, nói sao?
cái nhà này không đủ sạch cho tao để sống đây đâu, tao sống sạch lắm. Thử viết xuống nào. That house is not clean enough for me to live in. Đấy, xong chưa? Nào bây giờ xin đọc lại ba câu này nhé, mọi người đọc theo xin nào. You're good enough for me to be in Vietnam. Oh, anh là đã đủ tốt nhất cho em rồi. Number two này. That dish is not well cooked enough for you to eat. And the last one is that house is not clean enough for me to live in. Chép lại nha, chép lại. Mọi người thường bị cho Si nhắc đi nhắc lại là nghe lời cho Si đi. Với tất cả những cái nỗ lực và yêu thương của mình, cho Si hy vọng anh chị em nên không sửa lại cái bánh xe hạt đã. Tại vì cho Si tuy không phải quá giỏi nhưng mà ít ra cũng là người đi qua con đường trên học tiếng Anh rồi. Thì mình chỉ việc copy thôi, mình không vẽ lại cái bánh xe hạt nữa nha. Thì phương pháp cho Si dạy là gì? Lấy giấy viết ra, ví dụ khi nào thực hành thì Si ghi dạy thực hành. Còn hôm nay là học thì lấy giấy viết ra chép lại hết những câu này Si. Dừng đi dừng lại, chép nha. Rồi, qua number 6, cấu trúc thứ 6 này, chép. Tại vì viết nó tăng thêm độ nhớ đó. Khi nào cần thực hành nghe nói thì không viết thôi. Nào, cấu trúc là enough and now. Đó. Enough and now. Vậy thì cái cấu trúc đủ cái gì đó. Như hồi nãy mình thấy cấu trúc thứ 4 là đang ở đâu nhỉ? Cấu trúc thứ 5 là tính từ rồi mới đến enough. Ví dụ rich enough, đủ giàu. Nhưng bây giờ cái này thì đủ tiền, thì tiền là danh từ thì phải đứng sau chữ đủ này, enough money. Ví dụ nha, bây giờ mọi người nào thử thách, anh ta không có đủ tiền để mua cái ngôi nhà hai tầng ấy. Nào anh chị em thử sức nha. Xin lỗi. Nào, anh chị em nào đã ra rồi? Suy nghĩ tí nào, hôm nay là học phải suy nghĩ để động não tí nào. Dùng theo cấu trúc của Si nói nào. 85% tiếng Việt là giống tiếng Anh. Xin lỗi, tiếng Anh là giống tiếng Việt. Cho nên anh chị em nhớ là bây giờ cho Si nói trở lại nha, anh chị em viết xuống đúng như nào. Anh ta là gì? He đúng không? Không có đủ tiền đó là gì? Để mua cái căn nhà hai tầng đó. Thì bây giờ đủ tiền là gì? Enough money đó. Mà không có đủ là gì? Don't have enough money. Đã chứ ạ? Sử dụng cấu trúc này nè. He doesn't have enough money để mua là gì? To buy. Dùng từ. Rồi, các căn nhà hai tầng là gì? Thì bây giờ chúng ta học một tí cái ngữ pháp này. Hai tầng. Nếu nói bình thường thôi nha, là two floors hoặc là two stories. Tuy nhiên lúc này thì cái căn nhà hai tầng thì hai tầng đó không phải là danh từ mà là tính từ, cho nên không được thêm s mặc dù nó là số 2. Thì ví dụ một tầng là one floor, hai tầng là two floors. Nhưng mà bây giờ tuy nó là số nhiều, mình cũng hai tầng rồi là số nhiều nhưng mình cũng không thêm s. Nhớ nha, tuyệt đối là vì cái chỗ này nó biến thành tính từ nên tuyệt đối không thêm s. Mà cái từ house là danh từ của nó này. Vậy thì là hai tầng là gì? Two story house hoặc là two floor house. Chúng ta có thể dùng từ thay thế. Ví dụ bây giờ từ buy. Nào các bạn ơi, các bạn có thể thay này. Từ buy có thể thay. Nhớ là dùng từ tương đương được đó tiếng Anh. Không nhớ từ này thì xài từ kia. Ví dụ từ buy không nhớ thì dùng từ gì? Afford. Có rất nhiều người dùng từ afford nha. Afford. Purchase. Nhiều người đọc cái này là purchase. Rất nhiều học sinh học ở đại học của Tracy luôn, lúc Tracy dạy á, mọi người vẫn cứ đọc là cái gì purchase đó là purchase. Hy vọng là mọi người cố gắng nghe ra cái này này. Đó. Cho nên là mình nhớ đọc đúng. Rồi sau đó mình ghép vô nào. He doesn't have enough money to afford that two-story house. He doesn't have enough money to purchase that two-story house. Dễ không? Number 7. Cái cấu trúc it's no good and verb in. Hoặc là cấu trúc thứ 8 này, tôi sẽ cho đều vào lên. It's no use verb in. Và is useless
verb ing. Verb ing là tiếng Việt đó nha, chứ tiếng Anh không nói verb ing, nó verb ing đó. Nhưng tôi kể bà nào mình nói tiếng Việt cho dễ. Thì ba cấu trúc này đều có nghĩa là không có ích gì đâu. Đó. Và nhớ nha, mọi người it sơ đây này chính là it is. Rồi. It in its và hoặc là it is. Rồi. Ví dụ nha. Không có ích gì đâu nếu mày nói cho mẹ mày, hoàn toàn không có ích gì đâu nếu mày mà nói cho mẹ về điều đó. Mày nói cho mẹ thì cũng chả có ích gì đâu. Rồi anh chị em nói theo cấu trúc này xem nào. Không có ích gì khi mày nói cho mẹ điều đó đâu. Viết xuống, thử xem nào. Nhanh lên, nhanh lên. Để chị xin cho đáp án nha. It's no good telling my mom about that. Cũng chả có nghĩa lý gì nếu mày nói với mẹ tao điều đó đâu. Ví dụ mình ăn trộm tiền. À, nó nói, tao nói mẹ mày bây giờ. Nói, mày nói đi. Vô ích thôi, không nghĩa lý gì đâu. Đó là câu này đây. It's no use telling my mom about that. Rồi bây giờ một các bạn tập theo xin nói câu này ngồi gào lên. Dù có đứa nào nó chửi mình điên thì mình cũng chấp nhận nhá. Thà điên nhưng mà mình một lúc ở đó mình hoàn tráng còn hơn là cái gì? Cái này gọi là gì nhỉ? Tuy tưởng em là điên, em không điên, em chỉ sáng nhặt lá đá ông bơ thôi. Bây giờ mình gào lên đi. Nào, it's no good telling my mom about that. It's no use telling my mom about that. It's useless telling my mom about that. Dễ không? Và cấu trúc là quay cấu trúc 10 nào anh chị em. Ghi xuống nào. Is not worth and verb ing. Thì cái cấu trúc này buộc lòng phải, vì sao nó phải lại cộng với động từ theo đuôi in? Không cần quan trọng vì đây là một cấu trúc nó đi như vậy, mình phải đi như vậy. Trong tiếng Việt đôi khi họ hỏi những cái câu mà mình không hiểu nổi. Ví dụ như là thôi không nhớ bây giờ, tự nhiên bắt đầu lần trước sẽ không nhớ cái cách để giải thích cho các bạn so sánh rồi. Thì các bạn nhớ cấu trúc này nha. Cấu trúc thứ 10 và 11 giống nhau này, nghĩa đều như nhau này. It's not worth. Và cấu trúc 11 là it's worthless. Thì nhiều người đọc ủa sao không đọc worthless chị? Tại vì thiên âm là y mà worthless không phải. Tại vì chữ y này nó xuống nên là nó gọi là âm sho. Tiếng Anh cái là âm lái đó. Ví dụ less, less kể nó. Chữ y thì có thể một số âm đọc thành ơ được, thế worthless, chữ less. Cho nên là mình có thể xuống. Thế nhưng mà buộc lòng đi thi là cái này mà không thêm in là chết luôn rồi, rớt thẳng cẳng này. Thì cấu trúc nha. Rồi bây giờ cái này là vô ích thôi. It's not worth, nó hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Nó chả có ích lợi gì đó. It's worth, không xin lỗi, cái này là không ích lợi gì. Thật ra chẳng có ích lợi gì khi mà chị xin chào bắt anh chị em viết câu này nha. Nào tập trung nha. Nó không có ích gì khi mà đến nước Mỹ chỉ để đi làm nail, đi làm móng quên lộ. Nó không có ích gì khi đến nước Mỹ chỉ để đi làm móng. Các anh chị em viết ra chưa? Tại vì đối với chị em, một khi đã đi ra nước ngoài thì làm ở nhà làm móng cũng lương đó mà, cũng sống qua nước Mỹ làm móng cũng lương đó. Mọi người biết tại sao những người bạn si mà đi làm Mỹ về họ rất là khổ không? Qua đó họ cày 12, 14 tiếng một ngày mới có dư được ít tiền đó. Ăn không dám ăn, mà không dám không ăn, không tiêu, không nhậu, không nhẹ. Thì về Việt Nam thấy hoành tráng và thôi rất là cơ. Thì đó là cái sự đánh đổi của họ, mình không có quyền phán xét. Nhưng mà cực lắm đó, đừng nghĩ là đi nước Mỹ là sung sướng, đi nước ngoài khổ lắm. Nên là chú si qua đó, ví dụ chú si mở việc kinh doanh đó, thuê bọn nước ngoài làm cho mình. Nếu không, không có qua đó làm thuê cho nó. Nếu làm thuê á, ví dụ đầu tiên một vài tháng đầu mình khổ thì không nói rồi, ví dụ vậy. Nhưng mà Chelsea đừng mơ. Rồi tiếp theo đâu rồi, bây giờ Chelsea cho câu nhá. Nãy giờ Chelsea nói hơi nhiều, Chelsea xin lỗi. Có ai còn thương Chelsea thì nhớ thông cảm Chelsea, thì không ai hoàn hảo nha. Ai cũng có cái lỗi lầm. Lỗi lầm của Chelsea là lâu thích tám và tám đó. Nào đây, is not worth going to the US just to work in a nail shop. Xong chưa? Bây giờ nói bình thường nè. It's not worth going to the US just to work in a nail shop. Anh chị em ở ngoài đó có câu nào theo ý của mình cứ viết nha, rồi hỏi cho si đáng xuống dưới đây này. Ô tôi có ý này có được không? Bây giờ câu thứ hai này, ví dụ này. Anh chị em sẽ viết nhé.
không có nghĩa lý gì nếu tiếp tục yêu cô ta đâu. Ví dụ bây giờ mình muốn khuyên cái anh này, yêu anh này tên Hà đi, anh Hà ơi, anh nào tên Hà ngoài đó nè, hay là anh nào tên là Thương ngoài đó đi, anh ơi, có yêu cô ta nó cũng không có không có ích lợi gì đâu anh ơi, đừng yêu. Là đây nè, nói sao tiếp xuống. Tracy cho nè, it's not worth loving her anymore. It's not worth loving her anymore. It's not worth loving her anymore. Đó. À, thường tiếp theo nhé, câu này nè. À, nó vô ích nếu... À, thực sự cái tiếng Việt nó lừa quá. Ý là nó không có nghĩa gì này cho chúng ta tiếp tục quan tâm đến công việc của thằng Tuấn đó nữa. Nó dối đấy. Nghĩa là ý hoàn toàn vô ích thôi nếu như mình vẫn tiếp tục quan tâm đến công việc của thằng Tuấn này. Nó dối đó. Nói sao anh chị em? Rất xin lỗi nha, tại vì không phải thì Jesse là người Việt, nhưng mà không hiểu tại sao, ví dụ như là học cái gì Jesse cũng học bằng tiếng Anh. Và trong nhà thờ lúc nói tiếng Anh là mình bị quen nên mình sổ máu lửa lắm. Nhưng mà qua tiếng Việt á thì không phải là mình quên mà là mình nói nó không hay, vì không được rèn để MC tiếng Việt mà MC tiếng Anh là được rèn à. Rồi, thì nó sẽ là is not worth hoặc là is worthless for us caring for Tuấn's business. He's a liar. Không có nghĩa lý gì nếu mình tiếp tục quan tâm đến công việc của Tuấn. Nó nói dối. Nào, hoặc cấu trúc thực tế tiếp theo nha. It's not worth for us caring for Tuấn's business. He's a liar. Number 12. Can't help. Tôi suy dạy, tôi suy đọc rõ và còn ngoài đời này. Nói bình thường. Can't help. Can't help. Rồi nha. Vậy thì, và trong đó chắc chắn phải đọc đuôi in. Là không thể không làm cái gì đó. Để tôi sẽ ghép một cái đoạn này vào cho mọi người nghe. Đoạn này rất là xúc động của một vị sư đồ trong nhà thờ. Thì gì ấy vậy, một cái bài, bài này rất là dài, nhưng đây chỉ là đoạn trích trong đoạn đó, nói về đại loại là cái này bằng tiếng Anh rất dễ hiểu các bạn. An tâm đi, tiếng Anh nó dễ lắm, ngay cả trong nhà thờ tiếng Anh còn dễ nữa. Là ý là bác ấy kể là câu chuyện mấy chục năm trước lúc bác còn trẻ cũng nghèo, đi cái chiếc xe cùi bắp bác chở hai vợ con mà hư giữa đường cao tốc, mà đi bộ mấy dặm luôn mới tìm được người sửa xe. Thì khi bác ấy già rồi, bác đi trên xe bác cũng thấy gặp lại cái hình ảnh của bác ngày xưa, là cũng có cái thằng thằng cu nhỏ này, ý là cái anh này chứ, anh chở vợ con cũng trên chiếc xe điệu và đi. Thì lúc đó bác xúc động lắm, và bác ấy nhìn ra xe cửa và bác có nói một câu là I can help ... đằng sau đó là tôi không thể dừng được cái việc là thò đầu ra và nói với anh ta, khuyến khích nó là don't you quit. Và lúc nói này thì bác đã khóc, như là bác khuyến khích anh ta là đừng bỏ cuộc mày ơi, mày phải tiến thêm đi, tiến thêm. Ý là ý nhận cái thằng cô đó, nếu thì bác đã trải qua cái sự thống khổ đó. Bây giờ anh chị em coi cái này một chút và xem được cái câu của bác. Nhưng mà xin cho ví dụ trước này, I can't help going out there and help him. Tôi không thể dừng được cái việc ra ngoài kia và giúp đỡ anh ta đấy. Bây giờ coi nhá. Every one of us has times when we need to know things will get better. My declaration is that that is precisely what the gospel of Jesus Christ offers us, especially in times of need. Thirty years ago, last month, a little family set out to cross the United States, every earthly possession they own, packed into the smallest trailer available. No money, an old car. They drove exactly 34 miles up the highway, at which point their beleaguered car erupted. The young father surveyed the steam, matched it with his own, then left his trusting wife and two innocent children, the youngest just 3 months old, to wait in the car while he walked the 3 miles or so to the southern Utah metropolis of Canaryville. Population then, I suppose, 65. Some water was secured at the edge of town, and a very kind citizen
offered a drive back to the stranded family. The car was attended to and slowly, very slowly, driven back to St. George for inspection. After more than 2 hours of checking and rechecking, no immediate problem could be detected, so once again the journey was begun. In exactly the same amount of elapsed time, at exactly the same location on that highway, with exactly the same pyrotechnics from under that hood, the car exploded again. Now feeling more foolish than angry, the chagrined young father once more left his trusting loved ones and started the long walk for help once again. This time, the man providing the water said, "Either you or that fellow who looks just like you ought to get a new radiator for that car." He didn't know whether to laugh or to cry at the plight of this young family. "How far have you come?" he said. 34 miles, I answered. "How much farther do you have to go?" 2,600 miles, I said. "Well, you might make that trip, and your wife and those two little kiddies might make that trip, but none of you are going to make that trip in that car." He proved to be prophetic on all counts. Just 2 weeks ago, I drove by that exact spot. For just an instant, I thought perhaps I saw on that side road an old car with a devoted young wife and two little children. Just ahead of them, I imagined that I saw a young fellow walking toward Canaryville. The weight of a young father's fear evident in his pace. In that imaginary instant, I couldn't help calling out to him, "Don't you quit. You keep walking. You keep trying. There is help and happiness ahead. Some blessings come soon. Some come late. And some don't come till heaven. But for those who embrace the gospel of Jesus Christ, they come. It will be all right in the end. Trust God and believe in good things to come." Rồi, tiếp theo nè. Bây giờ có bắt được câu đó chưa? Câu ấy bác ấy nói là gì? I can't help gì đó. Các anh chị em ghi lại và học theo bác ấy. Và nên Tracy khuyến khích là nghe lại cái câu chuyện này vài phát. Vì sao? Tại vì đó là khả năng các anh chị em nghe tiếng Anh thực tế đó. Còn cứ học hoài cái này là đây là hình như đây là bài duy nhất Tracy dạy thì phải. Vì bác lôi giấy viết ra bình thường là chỉ thực hành. Thì cái cách để Tracy thẩm thấu tiếng Anh là vì Tracy suốt ngày nghe mấy cái này. Mà một khi đã nghe là Si tập trung lắm. Lúc mà nghe câu chuyện thì Si khóc luôn. Chứ còn nghe chơi chơi thì thôi dẹp. Rồi, 13, cái cấu trúc này, it takes, or hoặc là took. Ví dụ mình đang kể quá khứ thì mình dùng took nha. It takes an object, an noun, an to, and verb infinity. Cấu trúc này có nghĩa là nó lấy mất của ai đó bao nhiêu thời gian để làm gì. Điều đó có nghĩa là mất bao nhiêu thời gian. Ví dụ, ê mày, mất mấy tiếng để mày làm bài này? Nói mày, mất 3 tiếng tao làm bài này mày. Hoặc là, trời ơi, hôm nay là mất 1 tiếng mà mày đi lau nhà mày. Thì đây, ví dụ nha. Lúc đó là mình bị kẹt xe, mình nói trời ơi, mất 2 tiếng để đợi ở Sài Gòn luôn á. Nói sao nè, nói sao? Ghi xuống. Câu trả lời, it took me 2 hours to wait in Sài Gòn. Rồi, anh chị em nhìn xuống cái ví dụ và cấu trúc có phải đáp ứng đủ đúng theo cấu trúc không? Me ở đây là object, ở đây là me đấy.
Nó lấy của tôi 2 tiếng để đợi Sài Gòn, điều đó là tôi mất 2 tiếng để đợi Sài Gòn đó. Nhưng mà cái cấu trúc, đây là sự khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Anh này. Cái 15% xác khác biệt. Tiếng Việt là tôi mất mấy tiếng, nhưng mà tiếng Anh thì tôi không có bị mất cái khỉ gió gì hết, mà cái thời gian nó lấy của tôi. Thành ra là it took me. Ví dụ như là hôm nay là tôi sửa cái máy giặt đi, mất 2 tiếng là sao nhỉ? It took me 2 hours to fix my washing machine. Dễ không? Number 14 này, cấu trúc spend and noun. Noun này có thể là money hay thời gian gì đó nhỉ? Thường là thời gian và tiền đó. And on and verbing. Đây, cái cấu trúc này là ai đó đã dành ra bao nhiêu thời gian, ra bao nhiêu tiền cho cái gì đó. Đây, spend noun. Ví dụ, tôi đã dành 2 năm để học ngành luật. I spent, ví dụ quá khứ là xong rồi đúng không? I spent 2 years to study law. À, tôi quên lộn. I spent 2 years on studying law. Đấy. Vậy thì bố tôi đã dành 200 triệu để sửa nhà. Nói sao anh chị em? Ghi xuống nào, thử nào. 200 triệu là gì? 200 million. Sửa là gì nhỉ? Sửa là gì nhỉ? À, lại nha, cho xin xin lỗi. Bố tôi đã dành ra 200 triệu vào cái việc sửa nhà. Xài cái gì vào cái gì đó. Sửa nhà là gì? Fix hả? Fix cũng được nha. Nhưng bây giờ cấu trúc này. My dad spent, chưa sử dụng quá khứ nha vì đã xài rồi, 200 million on our house renovation. Renovation là sự sửa chữa, sự nâng cấp đó. Thì bây giờ chúng ta có thể học từ tương đương này. Từ tương đương có thể như là upgrade, hoặc update, hoặc là improve. Nó mang máng. Nhưng từ update thì thường được xài ở trong cái phần mềm á. Phần mềm, ê mày muốn update phần mềm của mày không? Nâng cấp phần. Còn từ upgrade cũng là nâng cấp, nhưng mà nâng cấp, ví dụ như là hôm nay hạ phòng của mình là có 200 ngàn, hôm nay mình được nâng cấp lên thành 400 ngàn, là upgrade. Renovation là từ tốt nhất trong trường hợp này. Renovation là chỉnh sửa và làm mới đó. Từ improve là cải thiện cũng xài được, nhưng mà từ chính xác nhất lúc này đó là từ renovation. Vậy thì cấu trúc chuẩn là my dad spent 200 million on our house renovation. House renovation. Rồi, lại nha, my dad spent 200 million dong on our house reservation. Vậy, renovation. Lại nè, my dad spent 200 million dong on our house renovation. Cái từ đồng mình có thể bỏ vô hoặc không bỏ cũng được nhé. Tại trong văn nói nó cái từ đồng với từ dollars nó dục á, nó không nói đâu. Bao nhiêu tiền vậy? 100, 100 mày là biết 100 đô. Còn trường hợp ví dụ đang ở người Việt là biết 100 đồng đó, ví dụ vậy. Rồi, cấu trúc 15 nè. Waste and noun thì trường hợp cái noun này này cũng là có thể là money và time, thường là như vậy nhé. On verb infinity có nghĩa là anh ta cũng tiêu tốn bao nhiêu thời gian trong cái gì đó. Thì cấu trúc nó mang máng từ spend, nhưng mà từ waste thì thường là có thể là lãng phí hơn. Đó là đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong cái việc này. Ví dụ là cô ta đã dành quá nhiều thời gian trên điện thoại thì nên dùng từ waste. Tại vì thực ra dùng spend cũng được nhé, nhưng mà từ waste ý là nó hơi tiêu cực, là ý là mình thấy cái này không tốt, mình nói mày lãng phí thời gian trên điện thoại. Rồi, cô ta xài quá nhiều thời gian trên điện thoại. Nói sao anh chị em nào? 10 giây. Đáp án nè. She wastes too much of time on phone. Dễ không? Và wastes. Dễ không? Nhưng mà nói chung là nghe thấy xịt là đều được wastes. Còn nếu như mà đã xảy ra rồi thì là she wasted too much of time on phone. Để suy thử một cách quá khứ nhé. She wasted too much of time on phone.
Ôi giời ơi, mới 15 cấu trúc mà chắc chết. Chắc không đi nổi. Rồi, 16. Cái cấu trúc là it's time for someone to verb infinitive. Anh chị em ghi xuống nha. Vậy thì nó sẽ là nó đã đến lúc để làm gì rồi? Con ơi, thời gian đi ngủ rồi. It's time to go to bed. It's time to go to bed. Con ơi, anh ơi, đã đến lúc mình cưới nhau rồi. It's time to get married. Đã đến lúc mày đi cưới vợ rồi mày. Mày cưới vợ ngay cho tao. Ví dụ như là nói con cái mình. It's time to get married. Đến lúc cưới vợ rồi mày. Đã đến lúc phải có con rồi đấy. It's time for her to get it's time for her to have baby. It's time for her to have baby. Ôi giời ơi, mỗi lần nghe cái này cho Si sẽ lòng xuống sang nói lãng mạn quá. It's time for her to have baby. Đã đến lúc cô ta cần có con rồi. Number 17. No sooner and had. Tuy là Si dạy cấu trúc này nhưng mà khuyên cái cấu trúc này không có ma nào xài vào đời đâu. Chỉ có cái bọn mà Si rất là muốn bóp cổ chết những cái người mà viết ra sách. Tại vì cấu trúc này là để đánh đố các bạn đi thi, nhưng ngoài đời hầu như gần như 100% không ma nào xài. Còn những lại cái phần trăm mà người nào xài là người đó kiểu thích học như là trí thức quá đó, họ nói chứ không chứ chảo gì nghe ai nói này. Đây cấu trúc này này. No sooner had. Subject V2 or P2 than S and V2 or P2. Có nghĩa là vừa mới làm gì thì đã. Có nghĩa là tao vừa mới thì nó bằng với cấu trúc 18. Nó giống như cái 18 là hardly had subject P2 and when and subject and V2 là quá khứ đơn đó. Có nhiều khi các bạn, một số các bạn không đi học bao giờ thì có thể hỏi các anh chị cô bác mà chưa học cái P2, cái P2 là cái gì và V2 là gì, thì thôi mình chịu khó search trên mạng. Thì nói chung đừng hiểu nhiều quá. Nói chung là cái P2 là phân động cái gì, trời ơi, phân với cho ở đây chắc chết mất. Phân từ, quá khứ phân từ là cụm thứ ba đó. Nghĩa là nói chung ví dụ động từ go này là bình thường đúng không, là thứ nhất. Cụm thứ hai đó là went, và thứ ba nó là gone. Thì cái V2, cái P2 là cái cụm thứ ba đó. Thôi mình nhớ máy vậy thôi. Kệ nó là cụm thứ ba khi nào thì động từ nó có hiện nguyên mẫu rồi quá khứ và cái phân từ của nó là cái P số 2 này. P2. Vậy thì có nghĩa là vừa mới làm gì thì đã. Thì bây giờ thử nha. Khi chúng tôi vừa đến đọc phim thì bọn nó, tất cả mọi người đã về rồi. Ý là hôm nay đủ đi coi phim nữa. Trời ơi, vừa tới nơi thì mọi người về hết sạch rồi. Đây là câu này đấy. Nào anh chị em làm nó chứ gì. Rồi nha nào. Câu trả lời nè. No sooner had we arrived. Đảm bảo đúng cấu trúc không? Hoặc là no sooner had we come to the cinema than everyone left. Đó, đảm bảo đúng cấu trúc. Đến thì có nghĩa là to arrive. Mà lúc này chúng ta chia ở quá khứ là V3 của nó là arrived. Và vì sao từ had lại nhảy lên trên chữ we vậy? Là vì đây là cấu trúc này buộc lòng phải như vậy. Rồi. Tracy thực sự là mỗi lần dạy cấu trúc này Tracy muốn bóp cổ chết những cái người đã viết ra những câu này. Tại vì những cái cấu trúc này nó có nhưng không ma nào thèm xài hết á. Mà đánh đố nhau để đi thi để rớt thẳng cẳng, bọn Mỹ nó cũng rớt thẳng cẳng cái này đó, rất khó. Bọn trắng có ma nào thèm xài nhưng thi thì có à. Rồi, ví dụ nha. Bây giờ chúng ta dùng từ hard cũng về cấu trúc đó nhưng mà dùng với cấu trúc hardly ever cho xem nào, anh chị em viết xuống đi. Trả lời này. Hardly had we arrived to the cinema when everyone left.
dễ không? Rồi, cái này chị Xin nói cũng thấy nó khó, tại chị chẳng bao giờ xài cấu trúc này. Còn nếu như ngoài đời thực sự mà chị Xin muốn nói cái câu là lúc tao tới thì người ta về hết sạch rồi mày, thì chị Xin chỉ nói câu chung này này: When I arrived, everyone left. Thấy chưa? When we arrived, everyone left. Khi chúng ta đến, mọi người về hết sạch. Thấy đơn giản không? Thay vì phải là No sooner had we arrived, chắc chết luôn á. Không biết ai đã dạy cái cấu trúc này nào. À xin lỗi, tôi xin dạy cho ai. Không biết ai đã nghĩ ra cấu trúc này để phải khổ phải học thế này. Học cho biết thôi nha. Nên tôi xin bỏ qua cấu trúc, chúng ta đi 19 nào. Cấu trúc although, rất nhiều bạn cứ đọc từ này although. Không phải nhé, although. Và sau đó đến từ though. Although nó mang máng nghĩa với từ though và nó mang máng với even though. And subject and verb. Infinity có nghĩa là mặc dù cái gì đó, mặc dù anh xấu em vẫn yêu anh, mặc dù anh nghèo nhưng mà em vẫn yêu anh, thì đây là cấu trúc này. Tuy nhiên các anh chị em nhớ rằng là không dùng từ but. Tiếng Anh thế này nha, tiếng Việt này. Anh chị em dịch đi cho chị xem. Mặc dù anh nghèo, em vẫn yêu anh. Viết đi anh chị em. Chị giải thích nha. Even though you are poor, I still love you. Vậy thì không dùng từ but ở giữa. Mặc dù tiếng Việt là mặc dù anh nghèo nhưng em vẫn yêu anh, nhưng mà tiếng Anh là tuyệt đối không được có từ nhân nhưng ở đó. Đó. Rồi, vậy thì các chị em làm thêm một câu nữa nào. Hôm nay là học nha. Mặc dù Tracy nói giọng kinh khủng nhưng chúng tôi vẫn yêu thích, tin tưởng vào học Tracy. Các chị em biết ra cái đó chưa? Mặc dù Tracy có một giọng kinh khủng nhưng mà chúng tôi vẫn yêu thích, tin tưởng vào học Tracy. Trả lời này. Even though Tracy has a terrible voice, we still love her, trust her, and study from her. Đấy không? Câu 20 tương tự nghĩa y hệt nhá, các anh chị em cô bác. Despite, thì despite có nghĩa là mặc dù luôn, và nó bằng là in spite of. In spite of, in spite of. And noun or verb ing, danh từ hoặc là verb in. And subject and verb ing, verb infinity. Nhưng mà không dùng bất ở giữa nhé. Bây giờ nhé. Mặc dù anh ấy rất nghèo, anh ấy vẫn làm từ thiện nhiều để giúp những người tàn tật. Rồi chúng ta viết xuống nào. Mặc dù anh ấy rất nghèo nhưng anh vẫn rất làm từ thiện nhiều để giúp đỡ người tàn tật. Câu trả lời nhé. Although he is very poor, he still does a lot of charity to help disabled. Còn nếu bạn nào muốn kỹ đấy thì disabled people, người khuyết tật. Chúng ta nói một tí về ngữ khác Pháp nha. He does a lot of charity. Anh ấy làm, mà làm là do hoặc là does. Thì trong trường hợp này chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít nên chúng ta dùng does. Còn từ disabled, disabled là nếu như nó có ed là chỉ một cái lớp người trong xã hội. Thì chúng ta có thể cứ thêm vào ed. Hoặc không thì thêm chữ people đằng sau cũng được. Hai cách đó đều đúng. Nào, chúng ta làm nha. Although he is very poor, he still does a lot of charity to help disabled. Lại nhé. Although he is very poor, he still does a lot of charity to help disabled people. Rồi. Còn nếu một cấu trúc mà người nào muốn xài sang là viết hay này. Đây là viết hay, còn Tracy là chuyên nói đơn giản. Nhưng ai muốn viết hay là in spite of his poverty, he often does a lot of charity to help disabled. Rồi. In spite of his poverty. Và sự nghèo khó là poverty.
He often does a lot of charity to help disabled. Các bạn nhớ rằng là có hai cách để đọc chữ often hoặc often. Các bạn có xin những đứa ở bang Utah nó hay đọc often lắm, tùy. Còn đứa học often đọc sao được nhé. Nào, chúng ta học từ mới tí đi. Poverty, sự nghèo khó nè. Từ poverty chắc chắn có trong list 650 từ của C. Yên tâm là những từ này nó nằm hết trong danh sách 650 từ của C. Thề với các bạn luôn á. Nếu mà nhớ là quốc cái này vô nói này. Nào, in spite of his poverty, he still does a lot of charity to help disabled. Rồi, thời lượng là nó quá dài rồi nên Jessie sẽ dừng ở đây. 20 cấu trúc thôi mà học muốn chết thì học nó không giống như thực hành à. Học thì nó lâu, anh chị em kéo lại ghi hết. Nhớ cấu trúc này ghi đi ghi lại. Biết tại sao các bạn không nhớ không? Các bạn lời quá. Bây giờ lấy ra 3, 4, 5, 6 tờ giấy Jessie. Học cái video này 3, 4, 5 lần, mỗi lần học là ghi lại. Vừa ghi xong ném cái tờ đó đi. Không sao học lại lôi từ mới ra. Lại lôi từ mới ra. Lại ghi lại, ghi xong lại ném đi. 5, 6 lần như vậy. Thì lúc đó có dí xuống vô mông mình cũng không quên được nhé. Rồi chúng ta sẽ nghỉ tại đây và sẽ đi tiếp trong lần sau. Không là anh chị em cũng mệt và Jessie cũng đắm đuối rồi. Yêu thương rất là nhiều các anh chị em và gửi năng lượng tốt đẹp cho các cô bác anh chị em ngoài kia, chắc chắn là sẽ chinh phục được tiếng Anh vì đây chỉ là một con đường thôi mà. I love you.